Chào các bạn, ta giang hậu, thì sư sĩ y thợ. Trong bài 41 này, tôi sẽ giới thiệu với các bạn một số lượng từ cơ bản. Sau đây là phần liệt kê từ ngữ, mời các bạn theo dõi. Cơ rỉnh, tức là con người. Trang choảng, tức là chiếc giường. Hổ niệu, tức là đầu bò. Phi mà, tức là chú ngựa. Sư nhèo, tức là con chim. Thao thả hũ, tức là bộ ấm trà. Chiên sư, tức là câu chuyện. Xoang sầu, tức là đôi tay. Phụ thủ hoa, tức là bức tranh. Tuy liễn, tức là đôi liễn. Bả tao, tức là con dao. Chư bì, tức là cây viết. Bần su, tức là cuốn sách. Chiên phẳng, tức là gian phòng. Khoai rô, tức là cục thịt. Ly mì, tức là hạt gạo. Thái tiên nào, tức là đài điện não hay là máy vi tính. Thẻo sẵn, tức là sợi thừng hay là sợi dây thừng. Khơ su, tức là cổ thụ. Khơ phỉnh của, tức là quả táo. Sau đây là phần giải thích chi tiết. Mời các bạn theo dõi tiếp. Khi ta nói con bò, cái bàn đóng gạch hay là bộ nồi, thì chữ con trong con bò, cái trong cái bàn, đóng trong đóng gạch và bộ trong bộ nồi, thì những cái từ như thế người ta gọi là lượng từ. Lượng từ thực ra chẳng qua là một cái danh từ mà thể hiện cái đơn vị tính của danh từ đến được, và thường đứng trước danh từ. Lượng từ thì người Tây Phương thường gọi là danh từ tập hợp. Nói chung thì lượng từ là bổ nghĩa cho danh từ và đứng trước danh từ. Như vậy thì theo cái luật âm dương thì người Việt với người Hoa thì hoàn toàn giống nhau. Điều này không có gì, không cần phải đã âm dương, rất dễ dàng. Có điều lượng từ đó là thường thường xuất hiện trong văn nói, cho nên chả có quy luật gì hết. Chỉ có cách là nhớ thôi. Lượng từ thì làm cho cái câu văn nó thêm sống động. Mà cũng như vậy, mà khi mà chúng ta sử dụng sai lượng từ thì sẽ sinh ra rất là nhiều điều buồn cười. Di cơ rịnh, là ba từ Hán Việt, nhất cá nhân. Tôi dịch ra là một con người, để cho các bạn dễ hiểu thôi, chứ thực ra đâu có ai nói một con người, nói là một người. Còn mà tôi đưa như tiếng Anh là a person. Y trang choảng, tức là ba từ Hán Việt, nhất trương sàn, có nghĩa là một chiếc giường. Còn tương đối tiếng Anh là a bed. Nếu mà ta dịch là một tấm phản đó, theo người miền Bắc đó, thì có thể nói sát nghĩa với từ tiếng Hoa hơn. Người Hoa thì cũng nói một chiếc là một tấm. Y thổ niệu, tức là ba từ Hán Việt, nhất đầu ngưu. Hay có thể hiểu là một đầu bò. Thì tôi dịch là một đầu bò, nhưng mà tuy nhiên dịch cho dễ hiểu thôi, chứ thực sự người Việt đâu có nói một đầu bò. Người Việt nói là một con bò. Tôi đưa cho tiếng Anh là a cow. Di phi mà, tức là ba từ Hán Việt, nhất thất mã. Tức là một chú ngựa đó. Một chú ngựa, tôi đưa tiếng Anh là a horse. Di chi nèo, là ba từ Hán Việt, nhất chích điểu, ta hiểu là một con chim, tiếng Anh là bird. Di xoang sầu, tức là ba từ Hán Việt, nhất song thủ. Nếu mình dịch trực tiếp thì nó là một đôi tay, nhưng mà tất nhiên người Việt thì không nói một đôi tay, nhưng tôi chỉ nói đôi tay thôi. Tương đương tiếng Anh là one's hand. Di phu thủ hoa, là bốn từ Hán Việt, nhất bức đồ họa,
Tôi dịch là một bức tranh. Còn tiếng Anh là a picture. Di tùy liễn. Di tùy liễn. Tức là ba từ Hán Việt. Nhất đối liên, tức là hai miếng liễn dán hai bên nhà đó các bạn. Thực ra nó là đối liên, tức là hai miếng liễn nó đối với nhau, nó nhìn với nhau. Nhưng mà người Việt thì nó chạy thành là đôi liễn. Thì đôi khi người ta lại hiểu làm đôi, tức là hai. Đôi liễn, mà thực chất nó là đối liễn. Tiếng Anh thì gọi là a couplet. Di thao chảo hủ. Di thao chảo hủ. Tức là dịch trực tiếp luôn là một bộ ấm trà. Tiếng Anh là a set of teapots. Di jian shi. Di jian shi. Là ba từ Hán Việt. Nhất kiện sự. Thì có thể dịch là một sự việc hay là một câu chuyện. Tiếng Anh là one thing. Di bà tao. Di bà tao. Tức là một con dao. Tiếng Anh là a knife. Di chư bì. Di chư bì. Tức là một cây viết. Một cây viết. A pen. Di bần su. Di bần su. Tức là nhắc bổn thư đó. Mà ta dịch là một cuốn sách. Di bần su. Tiếng Anh là a book. Yi jian fang. Yi jian fang. Tức là một gian phòng. Một gian phòng. Mà ta hiểu là một phòng á. A room. Yi kuai rou. Yi kuai rou. Tức là nhất khối nhục. Nhất khối nhục thì ta hiểu là một cục thịt đó. Y khoai râu thì tiếng Anh là a piece of meat. A piece of meat. Y li mì. Y li mì. Tức là một hạt gạo. Tiếng Anh là a grain of rice. Y thải tên nào. Y thải tên nào. Nếu mà dịch trực tiếp thì nhắc đài điện não. Ý muốn nói là một máy vi tính. Tiếng Anh là a computer. Di thải tên nào. Di thiểu sẩn. Di thiểu sẩn. Tức là một sợi dây hay là một sợi thừng. Tiếng Anh là a rope. Y khơ su. Y khơ su. Tức là một cổ thụ. Hay thì mình hiểu là một cây đó. Cổ đây là lượng từ nha, chứ không phải cổ là xưa. Tiếng Anh là a tree. Y khơ phiến của. Y khơ phiến của. Tức là một quả táo. Táo đây là phiến của. Tiếng Anh là an apple. Di hoàn. Di hoàn. Tức là hai từ Hán Việt. Nhất hoàn chỉ là một viên thuốc đó các bạn. Một viên thuốc. Di hoàn. Tiếng Anh là one pill. Di tùy. Di tùy. Tức là nhất đội. Tức là một đội đó các bạn. A team. Tiếng Anh. Y băng liễu mạng. Y băng liễu mạng. Tức là bốn từ Hán Việt. Nhất bang lưu manh. Mà ta có thể nói tương đối trực tiếp là một bang lưu manh. A gang of rocks. Bài 41 tạm dừng ở đây. Chào các bạn. Chúc các bạn thành công. Bye bye.